Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Trong video cà phê sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những điều kỳ diệu nhất của thiên nhiên, đó là khả năng tự mọc lại của kỳ nhông nha các bạn. Thì trước khi bắt đầu hành trình khám phá ngày hôm nay thì mình xin chúc tất cả các bạn có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, sức khỏe và những khám phá thật thú vị nha. Hy vọng rằng những thông tin về kỳ nhông hôm nay sẽ khiến bạn cảm thấy hứng thú và truyền cảm hứng để khám phá thêm về thế giới động vật xung quanh chúng ta. Bây giờ hãy cùng bắt đầu nha các bạn. Kỳ nhông là một trong những loài động vật có khả năng tái tạo cơ thể tuyệt vời nhất trong tự nhiên. Khi bị mất đuôi, chân và thậm chí một phần của các cơ quan nội tạng, chúng có thể tự mọc lại các bộ phận này trong một khoảng thời gian. Quá trình tái tạo này không chỉ đơn thuần là phục hồi hình dạng mà còn là sự tái sinh hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng như ban đầu. Điều này được thực hiện nhờ vào các tế bào gốc nằm trong cơ thể kỳ nhông, có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau, từ cơ, xương đến thần kinh. Các tế bào này được kích hoạt sau khi một phần cơ thể bị tổn thương. Chúng phân chia, phát triển và kết nối lại với các mô còn lại. Điểm đặc biệt là quá trình này không để lại sẹo, giúp bộ phận mới hoàn toàn giống với bộ phận gốc về cấu trúc và chức năng. Các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu cơ chế này để tìm hiểu cách mà kỳ nhông điều khiển sự phát triển của các tế bào tái tạo mà không gây ra đột biến có hại hoặc ung thư. Nếu con người có thể học cách điều khiển tế bào gốc theo hướng này, chúng ta sẽ tiến rất gần tới việc điều trị chấn thương nặng, mất chi hoặc thậm chí một số bệnh nan y. Khả năng tái tạo của kỳ nhông vì thế đang được mở ra những hướng nghiên cứu mới đầy tiềm năng trong lĩnh vực y học tái tạo. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong hành trình khám phá vào buổi sáng hôm nay nha. Hy vọng rằng những hình ảnh và những thông tin thú vị vừa rồi sẽ mang lại cho các bạn một khởi đầu đầy cảm hứng cho ngày mới ha. Và các bạn hãy nhớ rằng mỗi buổi sáng đều mang đến một cơ hội mới, những câu chuyện đáng khám phá và những trải nghiệm thú vị đang chờ đón bạn. Đừng quên dành chút thời gian để hít thở không khí trong lành, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và niềm vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.